Xin chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của nhà thầu Nam Ngọc. Ở clip hôm nay, Nam Ngọc chia sẻ thưa quý vị, cái cách hàn khung xương cho mẫu trần nhựa nano giật cấp H đối kết hợp với pháo nhựa PS nhũ vàng cốt nền đặc. Thì đây là một mẫu thi công hoàn thiện rất là đẹp và sang trọng. Công trình thi công thực tế tại nhà chú Sơn Cô Đại, địa chỉ tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Chú Sơn là một người rất kỹ tính và đã tham khảo rất nhiều loại vật liệu trang trí trần nhà. Vì nhà chú Sơn ở khu vực gần biển, thời tiết rất là khắc nghiệt. Chú Sơn đã từng làm trần thạch cao, vì vậy chú cần tìm một loại vật liệu mà có tính ổn định cao, chịu được độ ẩm tốt, không ẩm mốc, cong vênh hay nứt nẻ. Và cuối cùng là chú quyết định thi công trần nhựa nano thế hệ mới giật cấp H đối cho tầng 2 và cái mẫu trần nhựa nano giật cấp có hộp đèn dưới tầng 1. Thì tất cả đều kết hợp với cái phào chỉ nhựa PS nhũ vàng tạo không gian sang trọng độc đáo. Thì việc thi công hàn khung sắt hộp thì đúng quy trình kỹ thuật, quyết định cái tiến độ, độ bền cũng như là cái tính thẩm mỹ cho trần nhựa nano sau khi được hoàn thiện. Thì ở clip hôm nay, Lam Ngọc sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết cái quá trình anh em thợ hàn khung cho hệ khung xương trần nhựa nano, cái mẫu giật cấp H đối để anh em thợ cùng tham khảo. Thì đây là cái mẫu trần giật cấp mà sử dụng phào PS cốt nền đặc quý vị nhé. Thì Lam Ngọc đã chia sẻ rất nhiều các cái clip về cách thi công cái trần nhựa từ A đến Z cho cả hệ khung xương trần thạch cao bình thường và cả hệ khung xương sắt hộp kẽm. Thì quý vị nào chưa xem thì có thể vào link ở dưới phần mô tả của clip này để xem lại. Quý vị hãy đăng ký kênh, bấm chuông để xem các clip tiếp theo khi Nam Ngọc chia sẻ lên YouTube quý vị nhé. Nếu quý vị cần tư vấn, báo giá, thi công trọn gói thì hãy liên hệ số điện thoại là 0989 215078. Nếu muốn mua vật tư tầm úp với cái giá rẻ chất lượng, quý vị hãy liên hệ số điện thoại là 0988 916 583. Thì chúc quý vị mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Thì bây giờ mời quý vị cùng xem cái quá trình anh em thợ của nhà thầu Lam Ngọc hàn khung xương cho trần nhựa nano với mẫu hắt đối rất đẹp này quý vị nhé. Thank you.
Thank you.